Hello, chào cả nhà. Cảm ơn các bạn đã ghé qua kênh cũng như là xem video của mình. Mình xin giới thiệu, mình là Trần Ước. Hiện tại thì mình đang sống học tập tại Australia. Ngày hôm nay mình làm một cái video để mình giới thiệu sơ qua về cái kênh YouTube của mình. Mình sẽ làm về travel và cũng như là ở trong thành phố nè, ở ngoài ô nè, rồi cũng như là những cái địa điểm mà mua sắm chẳng hạn, hoặc là cũng những review về ẩm thực bên này. Thì mình cũng mong các bạn xem video rồi ủng hộ bằng cách là đăng ký và like. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cũng như là một số bạn nào muốn đi du học Úc mà muốn tìm hiểu về cái giấy tờ thủ tục, hoặc là có một số bạn muốn làm visa đi làm, nếu mình biết cái gì á, thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Cho nên là các bạn cứ mạnh dạn hỏi cho mình. Mình biết bởi vì trước đây á, mình cũng giống các bạn thôi. Cũng là thông tin không ít, không có nhiều, nhưng mà mình được một số anh chị rồi một số cô chú giúp đỡ mình, cho nên là mình cũng tạm tạm một chút xíu, và bây giờ mình có nhiều thời gian thì để mình làm một số các video mình giới thiệu cho các bạn, để các bạn có thể xem video thư giãn trong những giờ làm việc và tìm hiểu thêm văn hóa cũng như là một số cái địa điểm du lịch của Australia này. Thì cảm ơn các bạn đã xem video tới bây giờ, và mong các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách like, subscribe kênh nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn xem video vui vẻ, và các bạn cần thông tin thì cái inbox cho mình. Bye bye. Chúc các bạn một ngày mới an lành.